the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Thưa ông, cảm ơn ông ngày hôm nay đã tham gia chương trình phỏng vấn của chuyên đề tạp chí ngân hàng VITV. Có thể nói rằng trong thời gian qua thì việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp đã được các doanh nghiệp cũng như là chính phủ quan tâm khá nhiều. Như vậy thì với vai trò là một chuyên gia thì ông nhận định như thế nào về xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp hiện nay mà đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam ạ? Như các bạn đã biết á, là xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp thì được con đường tất yếu. Như các bạn biết là ngày hôm nay á, thì chuyển đổi số thì các cái công ty vừa nhỏ thì họ cũng đã đang từng bước chuyển hóa. Tôi lấy ví dụ như là bộ phận nhân sự hoặc là bộ phận về sale marketing, họ đã có những cái phần mềm CRM. Tuy nhiên cái câu chuyện ngày hôm nay á, chuyển đổi số thì không đơn giản là một cái phần mềm CRM để bạn chăm sóc khách hàng, mà hơn nữa thì chúng ta phải tính đến cái câu chuyện gọi là big data, dữ liệu lớn, công nghệ số hóa, rồi chúng ta sẽ đi đến cái con đường là AI, blockchain. Cái chính phủ điện tử của chúng ta đó thì đang định hướng theo cái con đường là theo 8 lĩnh vực mà chúng ta đã biết như là y tế, xã hội, rồi công nghệ, năng lượng v.v. Thì cái chuyện mà trở thành Big Data Blockchain đó thì nó ngày càng phải được tiến hóa đi. Ngoài ra là nếu mà chúng ta xem xét về góc độ của các cái công ty tài chính và ngân hàng á, thì bây giờ dữ liệu không còn phải là dữ liệu tập trung nữa mà sẽ trở thành dữ liệu là phi tập trung, có là decentralized, có nghĩa là chúng ta sẽ mã hóa tới các cái dữ liệu để cho đồng bộ hóa và nhất là điện toán đám mây. Chúng ta cũng biết là điện toán đám mây á, thì chúng ta phải hiểu được cái khái niệm điện toán đám mây là nó sẽ khác nhau giữa cái chúng ta cứ hình dung là dữ liệu chúng ta lên điện toán đám mây là một cái tòa nhà. Tuy nhiên tòa nhà ở đây thì tòa nhà cấp 4 và tòa nhà 81 tầng nó sẽ khác nhau. Tòa nhà cấp 4 thì chúng ta chỉ có dữ liệu như thế thôi. Nếu mà có sự cố thì tòa nhà cấp 4 nó sẽ bị phá vỡ. Tuy nhiên cái chỗ mà cái dữ liệu mà phi tập trung như tòa nhà 81, đó nghĩa là nó theo từng nhóm tầng, tầng lớp lớp. Ví dụ như dữ liệu mà tầng 1 nó bị mất có thể là mã hóa và chúng ta sẽ có là phi tập trung thì chúng ta dữ liệu nó đổ về. Thì cái việc mà ngành tài chính ngân hàng tiên phong trong cái việc mà phi tập trung dữ liệu đó, thì điều là đáng phải phát triển. Mà nhất là doanh nghiệp chúng ta bây giờ đang hội nhập thì cái doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chuẩn bị doanh nghiệp lớn và chúng ta trở thành một cái tập đoàn, thì cái việc mà xử lý số liệu và chúng ta mã hóa số liệu là một gì hết sức cần thiết.